đón nồng nhiệt ở Inter. Hình ảnh Alexis Sanchez bước xuống sân bay Manpensa và lên xe ô tô đi thẳng đến trung tâm huấn luyện của Inter đã được cánh phóng viên ghi lại. Thoát khỏi gông cùm ở Old trông Sanchez rất hồ hởi và phấn chấn khi nhận thấy sự chào đón của hàng trăm fan Inter Milan. Những người đang rất mong chờ anh kết hợp tốt cùng Lukaku trên hàng công. Thực tế Sanchez mới chỉ gia nhập MU từ đầu năm ngoái. Thế nhưng những gì anh thể hiện là khá thất vọng. Với chỉ 5 bàn thắng qua 45 trận, hiện ngôi sao người Chile đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất MU tạo ra làn sóng ghen tị từ một vài đồng đội vì sự đóng góp không tương xứng. Huấn luyện viên Son Tzer xác nhận, nếu ở lại, Alexis Sanchez chỉ có thể được ra sân ở các giải đấu cúp. Thế nên tiền đạo 30 tuổi này quyết chí sang Inter Milan nhằm cứu vãn sự nghiệp. Anh cập bến Inter theo dạng cho mượn một mùa giải. Đội bóng thành Milan sẽ phải trả 60% lương cho Sanchez, khoản còn lại do phía MU chi trả. Giao kèo giữa các bên không bao gồm điều khoản mua đức. Nhà báo Gianluca Di Mazio cho hay cuộc kiểm tra sức khỏe hoàn tất lúc 20 giờ 30 phút hôm qua. Tuy vậy phía Inter Milan chưa đưa ra thông báo chính thức. Trong quá khứ, Alexis Sanchez từng có 3 mùa giải chơi bóng tại Serie A trong màu áo Udinese. Tỏa sáng tại đây, anh đã được Barca đưa về với mức phí cao.